Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Em chào bà con nha. Trong một tuần vừa qua thì salon Trần Anh đã trông trống không rồi. Bây giờ chỉ còn ta với nồng nàng với cô chú anh chị ạ. À, bán hết xe rồi. Anh chị thấy cả trăm thùng nước ngọt, trăm thùng bia cũng đi hết rồi. Còn được có mấy chục thùng mà bà con tranh thủ mua lấy lọc về uống bia nha. Hôm nay Trần Anh còn mấy em xe nè, em review tiếp nè. Một mẫu Genche đời 2008 nha cô chú anh chị. Bên Trần Anh bán giá 145 triệu. Cô chú anh chị nào mua Trần Anh bớt cho 5 triệu. Còn 140 triệu. Được chưa cô chú anh chị? Nước sơn thì bên Trần Anh đã dọn đẹp rồi nha. Nè, cô chú anh chị xem nè, nội thất ở trong đẹp chưa? Em này nguyên bản là ghế nỉ đã được chủ nhà kết hợp bọc da hết toàn bộ rồi nha. Vô lăng nè, mới tinh luôn. Cục máy khỏi phải suy nghĩ nha. Máy móc thì bao êm. Đây bà con, Genche đời 2008, máy 1.6 thôi. Em này đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 7-8 lít trên 100 km thôi. Keo chỉ là liền nè. Chủ nhà đã lên mâm rồi. Vỏ tương đối là khá mới nha. 4 cái vỏ được đạt lên tới 85% luôn. Đây là phong dáng của em Genche nhỏ gọn. Máy 1.6 thì 7-8 lít. Bên đây Trần Anh còn một em Mazda đời 2018, máy 1.6 nha, mẫu hatchback số tự động. Dòng xe bản full. Dòng này kết hợp là xăng rúp đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Mâm là mâm đúc nguyên bản là 4 cái vỏ mới tinh. Mazda 3. Đẹp chưa cô chú anh chị? Mua về là chạy thôi. Con này có 500 mấy chục triệu thôi. 2018 xe cực kỳ là đẹp, nội thất ở trong rồi. Anh chị thấy nội thất đẹp không? Nội thất sáng tài lắm. Đây bà con, trang bị cho em nó là hai túi khí bên phụ bên tài để đủ cái tính năng rồi. Cửa sổ xăng rúp nè, tấm chống nắng trên trần nè. Số tự động nha. Mấy chế độ chạy nè, Eco Sport nè, Aircon nè, thắng tay điện tử nè. Đầy đủ tính năng nè. Máy 1.6 tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. Mẫu xe 5 chỗ, chủ nhà còn lên lốp sàn 5D rồi. Xe không lỗi nha, đời 28 chạy có 54.000. 54.000 nha cô chú anh chị. Con này có 500 mấy chục triệu thôi, bà con mua thì bên Trần Anh có bớt cho bà con luôn. Và bên đây Trần Anh còn hai một mẫu Kia Morning. Em này sản xuất năm 2016. Mẫu xe số sàn nha, máy 1 chấm. À, mâm đúc hoa thị đẹp không? Nước sơn phủ đâu đó toàn diện em chất xe. 70-75% là chất sơn rin. Xe này thì Trần Anh đã dọn máy đẹp rồi. Dọn tẩy rửa nội thất, gầm bề, máy móc, 4 vỏ mới tinh, đăng kiểm mới. Nói chung mẫu này đăng kiểm 1,5 năm. Nội thất nè cô chú anh chị nè. Dòng này chủ nhà cũng đã kết hợp lên màn hình Android rồi. Và đi cho em nó là cam hành trình nè, cam hành trình HD nè. Vô lăng nè, mới chưa. Ở mẫu hatchback thì bà con đi về sướng nha. Em này đâu đó 5-6 lít trên 100 km thôi, nội thất ở trong nè. Màu đỏ bọc đô, chất sân rin phủ từ trong ra ngoài luôn. Đăng kiểm tháng 4 năm 2022, form mới. Đèn mắt cá heo toàn bộ hết rồi nha cô chú anh chị nha. Biểu tượng của Kia Carens là Kia Morning, là một dòng xe thương hiệu xế hộp của Hàn Quốc. Dán toàn bộ phim cách nhiệt toàn diện trên chiếc xe rồi nè. Mới tinh. Đây bà con, quay review sơ cục máy cho cô chú anh chị trải nghiệm. Không lâm pha, không cứng đụng thì chắc chắn rồi, đời nào chúng em cũng phải có sân dập nha. Chứ nói sân rin hết là không đúng đâu. Cản trước, cản sau cũng có sân dập. Nhiều khi người ta chạy qua thời gian 5 tháng, cô chú anh chị ơi, người ta quẹt ở đây nè. Người ta quẹt ở đây, người ta sân dập bình thường nè, má này sân dập nè. Đó. Nắp capo trước sân rin nè. Nói chung sân rin con này chiếm toàn diện. Nè cô chú anh chị, cục máy nè. Cục máy nhỏ gọn không? Máy có 1.3 máy à. Nè máy nhỏ xíu à. Được chưa? Mặt máy rin nè. Ron rin nè. Ron rin không có dấu hiệu là chỉnh nắp cam cò. Nắp cam cò chưa bung thì cô chú anh chị đừng hỏi Trần Anh máy móc có làm hay chưa nha. Đó là Trần Anh nói một câu dễ hiểu thôi. Rin hết 100%, không một ngày giờ móc méo đâm pha nha. Đời 26, tiết kiệm nhiên liệu. Em này Trần Anh bán giá 195. Cô chú anh chị mua bớt 5 triệu và đồng thời bên Trần Anh sẽ bao rút hồ sơ cho bà con cô bác luôn. Đỏ bọc đô, được chưa? Chủ nhà cũng đã lên đầy đủ màn hình, đầy đủ cái tính năng rồi. Bản số Sài Gòn,
Những bà con nào ở Sài Gòn mua bản số này về chạy cực kỳ là sướng. Sang tên đội chủ rất rẻ, 3 triệu bạc. Tiết kiệm được cho cô chú anh chị cái bản số 20 triệu 66003 51F biểu tượng Kia Morning. Bên đây Trần Anh còn hai bộ mẫu Innova đời 2006, bạn xem nó một bộ áo màu vàng két nha cô chú anh chị. Trần Anh gọi là màu vàng gold đó, vàng đồng đó. Đẹp không bà con? Nước sơn nhìn sáng tài lắm. Nội thất đồng sơn đẹp, bên em dọn chiếc xe này thật sự là kỹ rồi. Vỏ trước mới 100% luôn, 4 vỏ mới tinh nha. 51E luôn, 47519. Một mẫu xe gia đình không một ngày giờ dịch vụ đâu. Đời 2006 là đời đầu. Và đồng thời chủ nhà đã thay cho em nó hai đèn mới. Thay đèn không phải là đâm va với thay đèn nha. Thay đèn thời gian nó ố, người ta thay đèn bình thường nha. Đăng kiểm tháng 1 năm 2022. Vàng két, vỏ nè. Cặp vỏ trước mới 100%. Và đây cặp vỏ sau, phía sau mới 75%. Đây là phần gầm. Xe đẹp chưa? Nè cô chú anh chị, nội thất ở trong nè. Không một ngày giờ dịch vụ. Đây cô chú anh chị, thường thường mấy mẫu taxi người ta hay khoan đây nha, người ta khoan đây. Hoặc là có chỗ kỹ thì người ta sẽ khoan đây. Không có dấu hiệu là khoan đục chém đục trên chiếc xe. Keo chỉ hầu như rin 100%. Cục máy khỏi suy nghĩ nha. Nè bà con, đẹp chưa? Nội thất cực kỳ là sáng tài. Dòng này cũng trang bị màn hình Android rồi. Tích hợp cam hành trình, camera dê, vô lăng 4 chấu nha. Đó, sạch sẽ chưa? Phải gọi là cực kỳ là sạch sẽ rồi. Mua về chỉ việc chạy thôi. Ngoài ra bà con không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Em này nguyên rin là trần nỉ rồi. Bọc toàn bộ ni lông cách nhiệt, rin hết theo xe. Đây là phần ghế phía trong. Đẹp lắm. Nói chung nước sơn thì phải gọi là very good nha. Hai cụm đèn sau nè. Anh chị thấy không? Chủ nhà cũng thay mới nè, mới tinh luôn nè. Mới tinh luôn. G xịn sẽ có cảm biến dê phía sau. Biểu tượng của chữ Toyota Innova còn in sâu như thế này. Đẹp chưa? Cực kỳ là đẹp. Xe không lỗi nha, không một lỗi luôn. Đó là Trường Anh báo luôn. Đinh bấm bon điện sâu. Rộng lắm. Hai bên nè. Mẫu này thì cô chú anh chị đã từng biết rồi. Gấp ghế xuống, chúng ta sẽ có băng chứa đồ cực kỳ là rộng. Đây nè cô chú anh chị, anh chị thấy gấp ghế xuống không? Một băng chứa đồ rộng lắm. Tết này thì bà con đang làm gì? Đi chơi với gia đình nè, đi chơi với họ hàng ở xa, ở quê lên nè. Đi một chiếc Innova vừa ít tiền mà chở được 7 người. Đi tắm biển nè, đi nghỉ dưỡng nè, đi du lịch nè. Đi đâu đó thì đi nha. Thì cô chú anh chị mua, cô chú anh chị đi đâu cũng được. Đẹp chưa? Nước sơn đẹp, máy móc bên Trần Anh bao. Bao máy, bảo hành máy. Số 1 năm, máy 6 tháng nha. Đó là em còn được mấy mẫu xe này thôi. Bà con cô bác nào yêu thích Trần Anh thì đăng ký ủng hộ kênh cho Trần Anh Ô tô Đà Lạt Lâm Đồng nha. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này nha. Em see you and goodbye.